Chào cả nhà, em biết là vừa qua các bác đã rất là chán với những cái mẫu dao bếp và dao chặt dao thái rồi. Hôm nay em Lục Linh dao Phúc Sen sẽ lên một cái video chuyên về dao đi rừng cho các bác thay đổi nhé. Cơ sở bán hàng của nhà em ở thành phố Cao Bằng ạ. Và hôm nay là video ngày 17 tháng 11 năm 2021, em sẽ lên với cả nhà 10 con dao. Đó, những dao chuyên đi rừng, và ngoài ra thì mình cũng có thể chặt được xương to, xương ống và xương trâu bò nhé. Em có hai số để cả nhà kết nối ạ. Số Zalo là 0981 583 598, và số chính của em là số 0966 668 196. Những giá mà em báo ở trong video là chưa bao gồm phí ship nhé. Tiền ship thì em sẽ làm đồng giá 30.000 một đơn ạ. Đấy, các bác yên tâm là kể cả có cộng ship vào thì giá tiền vẫn rất là phải chăng và hợp với tất cả mọi người, ai ai cũng mua được luôn ạ. Dao nhà em thì chuẩn dao Phúc Sen và có bảo hành trong thời gian sử dụng 1 năm. Các bác dùng mà bị lỗi lầm gì do nhà sản xuất thì em sẽ bảo hành miễn phí cho chúng ta. Đấy ạ, đấy, bây giờ em sẽ lên chi tiết tường hình. Đầu tiên ạ, ba con dao em muốn giới thiệu đến là ba con dao Kuri. Đấy, nghe cái tên rất là tây các bác ơi. Ở đây có cả thép trắng này, có 3 size khác nhau. Em sẽ giới thiệu chi tiết nhé. Con số 1, đây, một con làm từ thép trắng, em bán 350.000. Con Kuri này thì thép trắng không gì, cũng là cán ốp full tang luôn. Đây ạ, đấy, có đinh đồng rất là chắc chắn này các bác này. Có 3 đinh, và cái cán của nó hơi cong cong ở chỗ này ạ. Đấy, khi mà mình cầm như này thì nó sẽ rất là vừa tay. Đây, chỗ này có chìa ra một chỗ phần an toàn cho các bác này. Đấy, mũi dao rất là sắc nhọn luôn. Nó không hết đâu ạ, nhưng mà nó nhọn. Đấy, thép trắng không gì nhá. Hình 1 này em bán 350.000. Còn số 2, số 3 cũng vậy ạ, đồng giá 350.000, nhưng mà cái cỡ của nó sẽ khác nhau. Đây, hình số 2 thì một mặt mài nhám chống dính và một mặt thì mài sáng. Đấy, cũng là cán cong và cũng là 3 đinh. Cái con này thì các bác để ý là cái lưng của nó sẽ hơi gù gù một tí đấy ạ. Nó sẽ gù ở chỗ này và cái này thì nó sẽ đâm thẳng xuống luôn. Nhìn mũi rất là nhọn luôn này các bác. Con này cũng có phần an toàn ở đây, nhưng mà phần an toàn này thì làm điệu hơn một chút. Đây ạ, có ba cái bậc như thế này. Cán gỗ này thì làm từ cán gỗ cầm chỉ nên các bác yên tâm là rất là chắc chắn nhá. Cũng là cán ốc phun tang luôn. Những cái con dao chuyên đi rừng như thế này thì em nghĩ là nó rất tiện cho chúng ta trong việc phát quang cây cỏ đấy ạ. Đấy, chặt cây các thứ thì nên dùng những cái con như thế này. Con số 2 này thì cần lên thử. Con số 2 này nó nặng khoảng bao nhiêu ạ? 600g. Gần 600g nhé. Cũng chưa đến chuẩn 600 đâu ạ. Gần 600g. Còn con số 1 đây, em cân lên luôn. Số 1 mình nãy cân rồi nhưng quên mất. Số 1 là 700g nhé các bác ơi. Con số 1 700g. Nó nặng hơn con số 2 một tí. Còn các bác mà muốn con to này, con số 3, em sẽ cân luôn. Con số 3 này nó nặng cũng gần 800g. Đấy, nặng gần 800g luôn. Bây giờ là chiều tối thế nên là em quay nó không được sáng cho lắm, cả nhà thông cảm ạ. Đây, con số 3 này là con to nhất này. Con to này thì nặng gần 800g cơ. Và cái chiều dài của nó em sẽ đo chiều dài lưỡi dao vào 30cm. Đó, 30cm. Các bác muốn to thì chúng ta nên dùng cái này. Và độ dày của ba con này thì 5 ly. Ba con này đều 5 ly nhá. Nãy em đo trước rồi ạ. Đấy, dao Kuri này, ba con này đồng giá 350.000. Bên này là dao mèo. Đấy, dao mèo hôm nay em lên tận 4 mẫu luôn. Có hai con số 4 và số 5 là 24 với cả 25cm. Còn số 6 và số 7 là 30cm nhá. Số 4 và số 5. Đây, em sẽ để Kuri ra ngoài này cho chiếm chọn khung hình dễ chọn này các bác này. Hai con mèo này thì chiều dài rơi vào khoảng 25 và 26. Chiều rộng mũi dao, cái sống dao là vào khoảng 5 ly nhá. Đây ạ. Con số 4 em lên trước. Con số 4 này thì nó gọi là mèo bụng to. Cái mũi không hếch nhưng mà rất là nhọn. Đấy, bụng to ở chỗ này này các bác này. Chiều dài là vào khoảng 25-26. Đó, mèo này thì có 2 đinh. Và phiên bản cải tiến này thì bên xưởng cũng có làm thêm cái phần chỗ an toàn ở đây. Khi mình cầm thì nó sẽ tránh được cái sự rủi ro cho mình đấy ạ. Đó các bác này, gỗ cầm chỉ rất là sáng luôn. Mèo này thì em bán 300.000 nhá. Hình số 4. Còn bên này là hình số 5. Đây, một con mũi hếch rất là nhọn. Hình 5 này thì em cũng bán với giá 300.000. Hai mặt thì mài nhám. Đây ạ, mài nhám đi rồi. Tùy các bác ạ, mình muốn con mũi hếch hay con mũi nào cũng được. Con này cũng có 2 đinh. Và hai con này đều có cả lỗ treo dao nhá. Nếu mà các bác muốn làm vỏ thì sẽ thêm 250.000. Em sẽ nhận làm thêm vỏ ạ. Còn giá em báo là chưa bao gồm vỏ dao. Đấy, con này thì mình cũng mang đi phát quang cây cỏ này. Mang đi theo mỗi lần mà đi câu cá hay là các bác đi
cắm trại đi picnic ý. Đấy thì chúng ta nên dùng những cái con mèo này, nhìn nó vừa sang vừa tiện. Bên này là hai con mèo chiều dài hơn, em bán 350.000, con số 6 và số 7 ạ. Đó, số 6 và số 7 các bác nhìn này, nó cũng không khác. Kết cấu của nó thì nó cũng không khác là bao, nhưng mà riêng con số 6 này thì nó sẽ có 3 đinh nhá. Đây ạ. Con số 6 này sẽ có tận 3 đinh. Hai con này, con số 7 thì chỉ có 2 đinh thôi, nhưng mà số 7 là mũi hết. Đấy, em cũng bán hai con này đồng giá 350.000. Đây, em đang quay con số 6 nhá các bác ơi. 3 đinh này. Khâu chốt cũng bằng đồng, cán gỗ cẩm chỉ và đinh chốt cũng bằng đồng luôn. Đó, một con mèo bụng to, chiều dài hơn. Đây, con số 7 này cũng chiều dài 30cm và độ dày của nó là rơi vào khoảng 5 ly. Nãy em đã đo rồi ạ. Đấy, hai mặt đen truyền thống, có cả đủ truyền thống và hiện đại cho các bác lựa chọn nhé. Hai con này em bán đồng giá 350.000 ạ. Đó, đây con này cán cong hơn một chút nha các bác. Đây, còn cả con này thì cán nó hơi thẳng hơn ạ. Đó, đây là hình số 6 và số 7. Còn đây là parang, hình số 8. Con parang này thì em chỉ còn một con duy nhất thôi ạ. Parang này thì các bác sẽ chặt được những cái gì mà những cái con khác không thể chặt được. Đó, độ dày của nó cũng là 5 ly. Và hai mặt sẽ mài nhám, nhưng mà cái nhám này nó nhìn rất là điệu đấy các bác này. Nhìn nó tròn và nó cải tiến đi rồi. Cái sống lưng thì được uốn cong rất là mềm mại. Đó, và cái mũi này là mũi vát nhọn nhá. Thế nên là khi mà các bác, những cái con parang này nó sẽ nặng hơn hai cái con da mèo. Và chiều dài của nó là vào 33cm. Chiều dài của mũi dao đấy ạ, sẽ vào 33cm. Và độ rộng nhất của cái lưỡi dao nó rơi vào khoảng 6cm nhá. Độ rộng nhất là vào đấy. Đó, con này thì có 3 đinh này, cũng là cán ốc phun tang, em cân luôn cho các bác xem nhá. Con này nặng gần 1kg. Gần 1kg rồi các bác ơi. Quá là đỉnh. Đây, parang này nhìn nó rất là mạnh mẽ luôn, kiểu dáng cũng rất là hiện đại luôn. Này, các bác nhìn này, so với những con kia thì con này nhìn nó khí thế hơn, em cảm giác là như vậy. Con số 8 này em cũng bán 350.000 thôi ạ. Và cuối cùng là con số 9, số 10. Hai con